Ông kiếm sĩ Tetsuo Daishinji là người được sinh ra trong một gia đình thợ rèn với truyền thống đã rèn nên những thanh thánh kiếm nhằm phục vụ cho tổ chức Sword of Logos. Từ nhỏ, anh đã theo ông mình để có những kỹ thuật rèn kiếm vô cùng điệu nghệ, luôn được ông mình nhắc tới về tương lai, người sẽ sở hữu thanh liệt quả, thức tỉnh được nó, soi sáng con đường dẫn tới tương lai. Anh đã luôn tìm kiếm người này. Khi đã lớn, ngoài việc duy trì việc làm thợ rèn của gia đình mình, anh còn trở thành âm kiếm sĩ của Sword of Logos. Tuy nhiên, trong trận chiến với đám Mazik, thanh âm kiếm của anh đã bị hư hại và không thể nào hoạt động được. Lần đầu tiên xuất hiện trong series chính, anh chỉ là một thợ rèn trong căn cứ Sword of Logos phương Bắc. Là một người tuy rất rụt rè khi đối mặt với người khác, anh thường xuyên dùng tay để che mắt mình khi đối diện với những người mà anh không quá thân thiết, luôn tỏ ra lạnh lùng nhưng vô cùng thẳng thắn. Trong trận chiến với Caliber, mọi người đang gặp khó khăn trước đòn tấn công vô hiệu hóa từ thanh ám kiếm. Tetsuo đã hoàn thành sửa chữa thanh âm kiếm của mình và đến trợ chiến với tất cả mọi người. Cũng là lần đầu tiên anh chuyển hóa thành Golden Slash. Tên gọi của Rider này sẽ đánh lạc hướng chúng ta về khả năng của anh. Kết hợp âm kiếm cùng quyển sách Hansunet to Gartel, tạo hình của anh khá đặc biệt, giống với tính cách của mình. Anh có một phần áo với phần cổ áo cao tới gần miệng, thể hiện bản thân là một người vô cùng trầm tính. Tông màu chủ đạo dựa trên sức mạnh của âm kiếm là màu hồng, hoặc một số người sẽ liên tưởng tới một màu magenta từ một rider nào đó. Phần giáp được điểm tô màu nâu với hai vai là hai chiếc khiên, giống với sức mạnh từ quyển sách. Đôi mắt của anh là hình biểu tượng một vụ nổ cực lớn, mặt kính màu đen và hai tông màu xanh và hồng neon điểm tô. Biểu tượng thanh gươm trên đầu của anh cũng là biểu tượng thanh gươm nằm ngang giống với Kamen Rider Buster. Sức mạnh và tính cách của anh ở hình dạng này không có quá nhiều đặc sắc, anh chỉ là một kiếm sĩ điêu luyện được mài dũa kỹ năng từ rất lâu. Ở hình dạng này, anh thường sẽ sử dụng khả năng chính của mình dựa trên bản thân, vì anh là người có khả năng nghe được những âm thanh từ di chuyển của kẻ thù. Tận dụng khả năng này, anh dễ dàng né tránh những đòn tấn công cho dù chúng đến từ những kẻ thù vô hình, né tránh và phản lại đòn tấn công của bọn chúng. Để thật sự kích hoạt hoàn toàn sức mạnh của Slash, anh cần chuyển qua hình dạng ban nhạc Rockman. Sức mạnh này chỉ thay đổi cánh tay trái của anh giống như hình dạng của Kenzan hay Buster, nhưng đây là quyển Wonderbook ảnh hưởng trực tiếp tới cách chiến đấu cũng như sức mạnh thật sự của Slash, để mình sẽ đưa vào clip lần này nhé. Tất cả những dụng cụ âm nhạc thể hiện trên tay trái của anh, từ loa, đàn cho tới đơn guitar, tất cả đều đầy đủ trên cánh tay trái. Anh sẽ cảm nhận được giai điệu từ âm thanh với những xung nhịp mạnh mẽ được phát ra. Tính cách của Slash cũng hoàn toàn thay đổi, vũ khí của anh cũng hiện nguyên hình thành một khẩu súng, đúng là sử dụng súng trong phòng chơi dao. Những phát đạn của anh là những phát đạn được bắn ra với những đường đạn cong uốn lượn như bài nhạc được phát ra từ chính ban nhạc Rockman. Lúc này tính cách của anh thay đổi như một ca sĩ nhạc rock, tấn công vô cùng mãnh liệt vào kẻ thù. Lợi thế của anh là tấn công tầm xa, nhưng khi chuyển lại thành hình dạng âm kiếm, vũ khí của anh vẫn có tác dụng vô cùng lớn khi sử dụng những giai điệu để tấn công và tạo những màn khiên để phòng thủ. Khả năng này mạnh mẽ tới mức tất cả những hình dạng của Saber đều gần như bó tay khi đối mặt với một kiếm sĩ thật thụ như Slash. Đòn tất sát của anh là Ozuken. Phát đạn cũng như nhát chém của anh bao phủ những giai điệu từ những biểu tượng âm nhạc, dán vào người kẻ thù những giai điệu mạnh mẽ mang lại cho chúng và kết liễu kẻ thù.